Rồi đây là nó lệch đúng nè. Đó, đó, thấy không các bạn thấy không? Rồi, tiếp theo Arsen xin biểu diễn cái chạy xe là FD009. Đây là dòng cano tốc độ cao, sóng 2.4. Điều khiển rất là xa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động nó nhé. Hôm nay bờ sông Sài Gòn biển ý sóng rất là nhiều tại vì trời gió. Đó. Đó, hôm nay sóng rất là lớn nha các bạn. Vì sóng lớn đó, nên là cái máy bay, nhưng mà cái tàu của ta nó chạy cũng nhanh nữa. Rồi nó bay lên trên mặt sóng luôn. À, bây giờ Huy sẽ biểu diễn chạy đều nè, bay chạy xa nữa nè. FT009 là một trong những dòng cano mà bán chạy nhất của Arsen. Cái này lật ngược là được nha. Trước này mà thí dụ như là nó bị ngã đó thì nó có thể tự lật ngược lại luôn cũng được luôn. Nó chạy gần bờ nó chạy. Đó, ví dụ như là nó bị chạy mà nó bị lật ngược lại á thì nó sẽ tự động nó lật lại cho mình chạy. Nên là các bạn không có sợ phải mỗi lần mà nó lật tàu á là phải ra lấy tay lật lại, nó tự động lật luôn. Gầm rú. Rồi đây là nó lật đúng nè. Đó, đó, thấy không các bạn thấy không? Đó. Huy lúc nãy là Huy cố tình cho nó lật thuyền đó. Hôm nay mà êm á là nó chạy còn dữ lên nữa, chạy lướt đến mặt nước luôn. Hôm nay sóng dữ đó, các bạn thấy không, sóng mà nó nhấp. Đây là dòng cano cao cấp nha các bạn. Arsen bán những cái dòng cano cao cấp lẫn như cái dòng cano bình dân ha. Các bạn cũng có thể mua những cái nhóm bạn đó, mua những cái tàu này để đua với nhau hoặc là chơi ở những cái sông con rạch ở quanh nhà mình. Gió lửa đây nè các bạn.